Mô bổn sư thích ca mâu ni phật phật pháp rồi mà sau đó nhiệm màu trong nghe một kêu khó tìm cầu con đã nghe thấy trên trời tụng người tỏ như là nghe nhiệm màu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kinh Đồng Tử Vân Ngôn Quyển Hạ. Bây giờ trong hội, trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Liên Hoa Tịnh, hỏi Bồ Tát Vô Ngôn: nhờ những điều tập tánh tử khởi ý thỉnh vấn Đức Như Lai thì chắc ông đã thấy sự giải đáp về chỗ hành dụng vi diệu rồi chăng? Còn như thọ nhận pháp nhiễm thì có thể đáng an vui hay sao? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: từ tập tánh tử, tôi từ trước đến giờ chưa từng hỏi pháp, cũng không chỗ thọ nhận, thì phải dùng duyên gì mà đến pháp nhiễm để có thể ăn vui? Bồ Tát Liên Hoa Tịnh nói: thưa tập tánh tử, ông chưa từng nghe nhận pháp từ nơi Đức Như Lai chăng? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: chẳng phải vậy. Lại hỏi: vì sao? Đáp: vì đấy chẳng phải pháp khí. Lại hỏi: ông giảng pháp mà chẳng phải là pháp khí chăng? Đáp: đúng vậy. Lại hỏi: ông thuộc pháp khí gì? Đáp: tôi ở nơi tất cả các pháp mà chẳng phải pháp khí, nhưng không khác pháp khí. Lại hỏi: thưa tập tánh tử, nếu chẳng phải là pháp khí thì ông do đâu mà chứng được đạo vô thượng chánh chân? Đáp: đạo chẳng phải là pháp khí. Lại xét kỹ đạo ấy thì chẳng phải là công cụ của Phật pháp sao? Đáp: giả sử đạo ấy liệt khỏi Phật, khỏi pháp Phật thì pháp Phật chẳng phải là công cụ. Lại nữa, đạo ấy chẳng lìa khỏi pháp Phật là nói pháp Phật chính là đạo, nên đạo ấy tức là pháp Phật. Thưa tập tánh tử, tôi chẳng muốn khiến cho đạo pháp của chư Phật lìa khỏi phiền não, thường chẳng chế đạo, cũng chưa làm muốn pháp Phật lìa khỏi đạo. Vì sao? Vì có pháp Phật thì chẳng lìa phiền não, mà phiền não ấy chẳng lìa khỏi đạo. Tôi hiểu dục trần gọi là đạo. Tôi vì vậy nên chẳng chấp nơi ngã sở, chẳng phân biệt đạo Phật đạo. Kẻ có dị ý thì mỗi mỗi đều tính kể phân biệt. Tôi chẳng phải ở chỗ khác mà cầu đạo. Giả sử có những người ở chỗ khác mà cầu những cái khác ấy, đã có người không có ý cầu khác, tức chẳng lấy đấy để phân biệt. Lại hỏi: lấy gì làm khác? Đáp: nghĩa là phân biệt tai mình cùng đạo chẳng đồng, đó gọi là khác. Cho là bốn đại ngã khác: khác ngã, nhân, thọ mạng và tâm ý khác, dâm nội si khác, đó gọi là khác. Nếu có thể hiểu rõ về tôi, ta tự nhiên gốc nguồn thanh tịnh thì đạo là tự nhiên, gốc nguồn thanh tịnh thì mới gọi là không khác ngã, nhân, thọ mạng. Dâm nội si tự nhiên thanh tịnh, đạo cũng tự nhiên, rốt ráo thanh tịnh mới gọi là không khác. Giả sử khác thì chẳng thể cầu khác, mà đều ở trong thân bốn đại này, ở trong tôi ta mà cầu tất cả pháp. Cầu như vậy thì cầu không chỗ thù đắc. Giả sử trong chỗ không thù đắc mà tạo chấp trước, thì không chấp trước. Đã không chấp trước thì không xứ sở, tất cả các pháp đều không chỗ trụ, không có bản tế. Giả sử không có bản tế tức là chân bản tế, vì chân bản tế không đoạn tuyệt với tế, chẳng kể đương tế, không có hạn tế, không vô lượng tế. Bản tế của tất cả các pháp là như vậy. Nếu vào tế này thì chẳng có niệm, cũng chẳng không niệm, chẳng tại sanh tử, cũng chẳng ở diệt độ, vì diệt độ rốt ráo thấu đạt tất cả pháp. Nếu dùng pháp này mà diệt độ thì đạt được tịch nhiên. Những người chẳng diệt độ khiến cho được diệt độ, khi Đức Thế Tôn nói chẳng thể điều phục mình thì chẳng phải thoát, chẳng giải thoát tịch diệt, mà chẳng theo lời dạy thì chẳng được diệt độ. Muốn khai hóa người khiến được diệt độ thì chưa từng có. Tự tịch nhiên ấy giải thoát theo luật được độ vô vi và có thể độ kẻ chưa độ. Việc này đúng như lời nói chính là hạnh Bồ Tát. Giả sử muốn đã được pháp diệt độ, tức phải tuân thu hạnh Bồ Tát, tức có thể hiểu rõ tất cả các hạnh, thấu rõ tướng pháp giới. Hành giả như vậy liền có thể thấy mọi gốc đức, mắt chẳng nhìn thấy những dấu vết hành động nơi các ma và quyến thuộc của chúng. Người đó phải tuân tu tập hợp pháp Phật, chẳng để mất tá mùi. Hành giả như vậy là khai hóa chúng sinh, tuyên dương thông suốt tất cả các cõi, đi đến vô ngã. Hành giả như vậy là thọ nhận tất cả pháp, đều khiến cho phiền não tự nhiên trừ sạch. Hành giả như vậy tuy hành ở đời mà chẳng nhiễm đắm nơi tập tục. Hành giả như vậy là nắm giữ năm ấm mà chẳng trụ ở tức. Hành giả như vậy là thọ nhận bốn đại, đứng ở pháp giới mà chẳng dao động. Hành giả như vậy là thâu lấy các nhọc để đến cửa giải thoát. Hành giả như vậy là hiện khắp các cõi mà hành độ vô cực, riêng hành trì đạo lớn, giờ đến ba cõi thì ở nơi phiền não mà không có nhiễm. Hành giả như vậy là hành bố thí độ vô cực, chẳng tưởng vào vô cực, cũng không chỗ trụ, giờ nhận tinh tấn nhất tâm trí tuệ là độ vô cực, chẳng tưởng về trí tuệ, cũng không chỗ trụ. Hành giả như vậy chẳng bỏ các hành,
việc tu thấu rõ thanh tịnh rốt ráo. Hành giả như vậy là tu hành Bồ Tát để có thể huân tập đạo không chuyển bằng ấy. Hành người hành Bồ Tát không có hai, không có hai mới là hạnh Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát không có ngô ngã cùng với ngã sở, chẳng kể có thân cũng không sự thọ nhận mới là hạnh Bồ Tát. Người tu đạo ấy không có trì trệ, trừ các chủng tử hư hoại mới là Bồ Tát. Người tu đạo chẳng hoạn nạn nguy hại, thấu rõ phân biệt không hợp với vô vi mới là Bồ Tát. Lại hỏi sao gọi chánh hiệu là Bồ Tát? Đáp là vì đối với người chẳng hiểu rõ đạo nghĩa gọi là Bồ Tát vì thuận theo đạo giáo ấy, giấy phát tịch nhiên, chẳng hủy lời Phật dạy, phụng trì lời pháp, tương hộ thanh chúng ở nơi tâm đạo chẳng hề chuyển động, tâm chẳng trụ ở thanh văn chuyên giác, chẳng loạn nơi tịnh tánh, chẳng tiêu nói lời không xuất hợp, hành trì rốt ráo lời thề quốc yếu, độ người cho độ, an những kẻ chẳng an, người những người chẳng diệt độ khiến được diệt độ, thọ nhận phiền não chẳng rơi vào vô dục, chẳng quán nơi vô sinh nên không chỗ sinh. Thấu rõ về không có thể có đề cùng của độ quần sinh, khoáng chỗ vô tướng, chẳng tương chấp nơi nói đạo, hành nơi vô nguyện, tùy theo thế tục mà thọ sinh, cầu đến thân Phật, chẳng bị sự tiêm nhiễm của mọi dục, quán nơi hiểu vi, thấu rõ chỗ tăng hợp, cũng không cho mất, mà chẳng ngu tối vì đạt, được trí tuệ thế gian, nắm giữ bên trượng là trí đạn phục giặc năm ấm, đạn xấu suy, khai hóa kiêu mạn, hiện bày chỗ tự trang nghiêm của thí, làm kiêm tịnh của Phật giới trang nghiêm tâm, sở nguyện đầy đủ, mà ái chấp nhẫn nhục, dẫn dắt sân hận, tinh tấn kiên cường, có thể thành tựu giống như kim cương ở nơi loạn động mà chí vững, giữ vững thiền định, không chỗ chấp trước. Trí tuệ sáng tỏ mà chẳng chán ghét sự cố ép của cuộc sống, hành quyền phương tiện, tất cả sở tại tìm về nguồn đạo cùng cực, tu theo tâm từ, an nhiên trung hòa, phát khởi khiến chúng sinh hành theo đại bi, thấy ở chúng sinh. Người chưa được độ thì phổ vệ nuôi nấng khiến cho yên ổn, tuân tu hành hỷ, thường vì kẻ không chỗ nương tựa khiến hộ trì các căn, hành theo xã, quán chẳng hoàn toàn tịch diệt, nên tu theo quán, tuân theo giáo thừa, tâm diệu có biệt nghiệp mà thanh văn chuyên giác chẳng thể đạt tới, nhớ thể nghĩa xưa, chẳng nghĩ đến sách vở thế gian, nhiều chỗ tùy thuận tất cả quần sinh, trang nghiêm thân bằng tướng đẹp, trang nghiêm lời nói bằng hành tương ứng, trang nghiêm tâm bằng cách chẳng bỏ ý đạo. Thường thông an lạc có thể thể hiện khắp tất cả chỗ trụ, nên giữ tâm như đất, được sự kính ngưỡng của thể chúng sinh, rồi sạch tất cả có bẩn ví như lửa đốt cháy tất cả, gian nan suy nhập ví như lửa, tâm giống như gió không có nhiệt não, bước đi không ngại, tâm như hư không, chưa tường sầu tưởng mà tất cả các pháp chẳng được tổn trì, tất cả chỗ nghe biết nhớ nghĩ chẳng quên, biện tài đầy đủ có thể làm chúng sinh hoan hỷ vui vẻ, giải thích nên được sự kiến lập của chư Phật, có thể tự tu tâm khiến đạt thanh tịnh, tuân theo pháp giới, hiểu ra bốn túi tục. Chẳng tưởng các ứng hợp uy nghi pháp tắc tình tu thân mình, uy nghi pháp tắc nơi đường về thanh tịnh, vì tu chánh nghiệp bước đi tiến dừng thành tựu đầy đủ mà tu hành không, ở thế chỗ nhàn tịnh khai hóa chúng sinh mà chẳng chán ghét những nơi tụ hội, ở thế thiền tư nên tâm ý chẳng lo âu, chưa từng nghèo thiếu, đầy đủ của cải nơi tất cả các bậc hiền tánh, tu sửa chùa chiền hàng phục tâm tuệ, đi vào vùng đồng rộng vắng vẻ là tu tập kiên cường, tâm ấy cương nghị chẳng thể tiêu hoại, tuân hành nhân từ, diệt độ rốt ráo, thân thuận quay trở lại mà chẳng trọn hết. Đến với gốc đất xưa, chí thường tùy thuận, quả báo về trước là do tâm niệm hiện hành. Vì chúng sinh nên học tinh tấn, chọn lựa lấy điều cần yếu để quyến hóa hàng vô trí, cho tu nghiệp lành không bị phiền não thiêu đốt, có thể phân biệt làm theo đại bi để khắp tất cả, dạy dắt ba thừa, chẳng mang tâm hồ nghi ở tất cả pháp, cho quan sát, đòi hỏi thì có thể đáp, không ai là không kính ngưỡng, biện tài vô ngại, không ai là không nghe lời. Bản nguyện đã lập, hiện rõ sự hòa nhã. Để đến thì nơi đến, không đâu chẳng vui mừng, nói năng tùy lúc, luôn hợp thời, công đức bố thí, được sự kính ngưỡng của mọi người. Của người như phần trăng tròn đầy, chỉ tánh vô hòa, lời không tố ác, đạt chỗ có thể nhẫn, các căn chẳng yếu kém, kéo tu ý ấy, bình đẳng đưa người qua lại, giống như cây cầu, độ thoát chúng sinh khỏi bốn dòng nước chảy xiết. Ví như thuyền lớn cũng như đạo sư dẫn đường đem tất cả những người đi lại, thường chủ động có giúp tất cả kẻ dạy học, vì mọi quần sinh khởi lập Phật sự, đang gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển, mà hành như vậy và những công đức khác, chẳng thèm ký bàn, đạo tuệ đầy đủ mới gọi là Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát Liên Hoa Tịnh bạch Phật,
Kính thưa Thế Tôn, nơi con quan sát Bồ Tát Vô Ngôn, trí tuệ biện tài nếu bày không suốt đạo giáo như vậy thì chẳng bao lâu sẽ thành tựu đạo cho thượng chánh chân là bậc tối chánh giác, sẽ chuyển bánh xe pháp vô thượng rộng lớn. Nếu có người được nghe lời nói pháp của Bồ Tát Vô Ngôn, tình yêu kính thuận chẳng chê bai thì chẳng bao lâu sẽ đạt đầy đủ pháp công đức ấy. Đức Phật nói đúng vậy, như đúng như lời ông nói, quả thật không khác. Bồ Tát Vô Ngôn chứng được tam muội tuệ minh trong khoảnh khắc phát ý đã dùng một câu pháp trong các trăm ngàn kiếp phân biệt giảng nói mà nghĩa chẳng thể cùng tận. Bồ Tát Liên Hoa Tịnh là bạch Phật, lành thay Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương xót con và chúng người này, những người có gốc đức từ nơi đời trước vẫn tập đến, đã bị kinh điển nên khiến cho thêm trang nghiêm, quyền sinh Đức Như Lai chỉ chân đẳng chánh giác. Giờ nói về tam muội tuệ minh này, nếu có Bồ Tát được nghe lời dạy này thì sẽ chứng được tam muội tuệ minh. Giả sử có người thọ nhận rồi, tất cả đều đem tế độ mọi quần sinh thì sẽ mau chóng thành tựu đạo quả vô thượng chánh chân làm bậc tối chánh giác. Đức Phật bảo Bồ Tát Liên Hoa Tịnh, hãy lắng nghe và hiểu suy nghĩ, ta sẽ bị ông giảng nói về tam muội tuệ minh. Hay thầy Thưa Thế Tôn, con xin được nghe. Bồ Tát Liên Hoa Tịnh tọa giáo lắng nghe. Đức Phật nói, này Tâu Tánh Tử, gọi là tuệ minh là cách gọi của ánh sáng thánh, nên gọi là tuệ minh. Ánh sáng thánh là gì? Là ánh sáng tiêu trừ mọi căn ngang dê kết bẩn, tối tâm dung thông các ngại, liệt khỏi bẩn đục yếu kém, nên gọi là tam muội tuệ minh. Rõ biết không hai, nẻo phải quán thấu suốt, không có do dự, trí tuệ không ai sánh cùng, chẳng ngưỡng vọng người khác, diệt mọi tì vết, phát khởi mau chóng liền đối đãi, phân biệt về diệt độ, hiểu rõ một tuệ, thông suốt ba đời, quá khứ, vị lai, hiện tại, làm kiến tịnh ba nghiệp, sáng rõ ba cõi, thành nhập ba cửa giải thoát, thông ba đạt trí, trọng bày tam bảo, thì ba thừa, tận đây ba nhãn, hủy ba gốc bẩn, sáng ba tuổi đã cao lớn, quyết định chỗ chưa định, đó gọi là ba tuổi cao lớn, nhận thức thông suốt nơi tâm ý thức, phân biệt việc của sáu loại ấm nhập, biết rõ nhân duyên hòa hợp, báo ứng, đoạn dứt sự không tỉnh định và chìm vào nghi hoặc tà kiến, biết rõ pháp giới, có thể nói về các công, xét thấu như bản tế tối thượng, là phương tiện chí thánh bậc nhất, hiểu rõ tất cả văn tự âm hưởng, các chốn xứ nhập. Nếu chuộng giảng nói thì lời nói không bị phá hủy, biện tài vô ngại không thể kiềm chế. Nếu phô diễn pháp không thể hạn chế thì biết rõ tất cả các căn mỗi một khác. Quyết đoạn dứt nguồn cội tập kém nửa chừng, hữu minh vô minh nhập vào ba giáo, nắm giữ sự thích ứng vào nơi tổng trì, ban thứ ánh sáng hướng về tam muội nhật hành, tam muội vô lượng tụng, phân biệt làm rõ tam muội kim cang đạo tràng, như tam muội kim cang, tam muội giác vô sân, tam muội ý dũng, tam muội hàng trừ ma trường, tam muội nhật quang minh, tam muội diệu mỹ bất chiếu vô cảnh giới, tam muội tuệ vô tề hạ nhập vô tưởng niệm tràng anh trí, tam muội thường tụ thân cận như thiết chư pháp chiếu minh hoa, tam muội phóng vô lượng quang nhập âm, tam muội liệu biệt nhất thiết âm thanh sở thú đức sự, tam muội phổ năng thể hiện nhất thiết công huân thiện trụ, tam muội tri nhất thiết pháp sở lập chi sở quan diệu, tam muội đẳng nhập nhất thiết chốn sinh chư tâm tận tôn vương, tam muội phân biệt chư pháp nhất thiết tận vô trụ, tam muội liệu chúng bình đẳng vô giới, tam muội nhất thiết chư pháp cứu cánh vĩnh vô động, tam muội bất trước chư pháp câu tỏa, tam muội khai hóa chư kiến siêu biểu ở nơi tất cả tuệ không điều gì ngăn ngại. Đức Phật nói, là tập thánh tử, nhiều tam muội như vậy có thể đến 6 vạn loại. Ta vào thuở xưa được gặp Đức Phật Định Quang, được Đức Phật tọa ký, tức thời đạt được những tam muội này, là nơi ở nơi 6 vạn môn tam muội ấy đều thể nhập do tam muội tuệ minh. Tam muội tuệ minh tức là nguyên chủ của các tam muội hòa nhập trong ấy mới đạt đến đại minh. Đức Phật nói, là tập thánh tử, như mặt trời chiếu đến, chiếu ở trong nước làm hiện hiện bốn vị chư tường hưng lập, những giờ là bốn. Diệt trừ tất cả tối tâm ngang ngại, phóng ra ánh sáng ấy, soi chiếu xa rộng, thì tất cả các loại hình sắc cái được làm ra là do mặt trời giải nghiệp an lập cả. Tam muội tuệ minh cũng là như vậy, nếu có Bồ Tát trụ ở đỉnh này. thì hiện bày việc xưa chưa từng có, cùng hưng khởi bốn việc, những gì là bốn. Diệt trừ tất cả các bọn tối tâm, chiếu ánh sáng của vô lượng trí tuệ xa rộng, sẽ thấy tâm hạnh, hình mạo, các sắc của tất cả chúng sinh. Tùy theo chỗ học, hành ở ba thừa gọi là chỉ bày kiến lập đạo nghiệp. Đức Phật nói, tập thánh tử, và như viên ngọc như ý lớn, tám góc ánh sáng phi diệu hoàn thiện thanh tịnh, không có những tì vết, cấu cặn. Đặt nó nơi đầu ngọn cờ thì tỏa ánh sáng đến 40 do tuần. Tâm mọi người có điều cầu sinh, thì đều khiến đạt được nguyện lớn. Mỗi đều được chỗ chẳng hề mất lợi. Viên ngọc lớn như ý không có chỗ liên tiếc gì cả. Nếu có Bồ Tát nào được đứng ở tam muội tuệ minh này, thì tánh trí siêu việt
lồng lộng như vậy, thanh tịnh tươi sáng như viên ngọc như ý, được các phiền não kết bẩn mà có ý trụ ở định tánh tám thanh tịnh. Vi diệu cấm giới, giới cấm tam muội, trí tuệ giải thoát, đồ tri kiến phẩm, chân thành sáng trong hiện bày, phương tiện thiện quyền, tổng trì biện tài, phân biệt nhỏ nhục, không đâu là chẳng thông suốt. Dùng sự thanh tịnh ấy thì không gì có thể sánh với ánh sáng, liệt khỏi thì vết để bi vô tận, dùng làm đạo tràng, soi sáng tất cả vô lượng cõi Phật, theo sở nguyện xưa của mỗi một tâm chúng sinh đều được sáng rõ. Bồ Tát như vậy có độ chúng sinh trở ngại trong ba xứ năm đường, đều đem đến nơi với đạo mà không hề nhớ nghĩ. Đức Phật nói: này tộc Tánh Tử, ví như hư không, hư không không bờ cõi có thể dung nạp hết tất cả cõi Phật, nắm giữ mọi nguồn nước, tất cả những kiếp hỏa, khi lửa cháy tất cả chúng sinh chẳng chỗ tiến lui, biết chỗ muốn về của họ, Bồ Tát gì họ làm xứ sở, hư không rộng xa vời vợi chẳng thể hạn lượng, không gì ngăn ngại, tâm người tuệ minh cũng là như vậy. Nếu các Bồ Tát trụ ở định này thì vì các chúng sinh chỉ dẫn xứ sở của tất cả các pháp, khi không trở về thì nhận được chỗ trở về, vô trồng mở gốc đất, nhân duyên báo ứng, tâm có mở bày, vì vô số chúng sinh dẫn đường thì hiện đường đi, giáo hóa ban cho mắt sáng, dùng mảnh nơi mọi nhân duyên, loài quần sinh cho được giải thoát. Và việc ở trong tà kiến thì thể hiện số sở thuận hợp, giả sử có người chẳng hưng khởi gốc đất, chẳng qua lại nẻo đạo, chẳng ở tại chỗ không khóc, thì một mối đều khai hóa, vì họ thể hiện pháp khí rộng lớn, hiện phát ý đạo vô thượng chánh chân, chỉ rõ số sở thanh văn duyên giác, người ta nói pháp liền thọ nhận phụng hành thì được quả báo. Người hâm mộ thù thanh văn duyên giác phải vì họ tuyên dương thông suốt những yếu nghĩa của sáu điển, chưa từng quên mất khiến họ đi vào cửa pháp. Nhờ đó nên các chúng Bồ Tát muốn cầu đạo thì phải vì họ ban tuyên sáu độ vô cực, bốn nhiếp pháp, nêu phương tiện khéo léo khuyến trợ, chỉ dẫn bởi mỗi đều vì họ thông suốt, khiến tâm ý luôn vui vẻ, làm cho họ chẳng thoái chuyển, chứng thành đạo quả, vô thượng chánh chân. Đó là khai thị xứ sở cho tất cả chúng sinh. Ở đó sao gọi là thể hiện xứ sở của tất cả pháp? Giả sử Bồ Tát tự diện nói 84.000 kinh điển pháp tạng, nếu mọi người ban tâm hoặc ngay do dự, chẳng biết đoán đến trình bày hỏi han thì Bồ Tát đều thường giữ trí một lòng, nhắc nhắc về người giải, quyết sự nghĩa kết ấy, nghĩ một câu, trải qua hạn ức trăm ngàn kiếp, số khó hạn lượng đều phải diễn giảng chân phân biệt. Tuệ ấy rộng lớn, mênh mông vô lượng, không chỗ ngán ngại, chẳng thể cùng tận, không có bờ cõi, đó là thể hiện xuất sở tất cả pháp. Đức Phật nói là tập tánh tử với những ngọn đục lớn, ánh sáng chiếu xa, các hình sắc bị che ngăn khuất lấp đều được hiện ra, ánh sáng của ngọn đuốc đạt được, đạt lợi ích như thế. Thì định ý tuệ minh cũng là như vậy. Nếu có Bồ Tát trụ ở định này, thì có thể dùng một tâm nơi tuệ minh hiện bày chân cứu mà các Đức Phật Bồ Tát, tất cả chúng sinh, nơi vô lượng chẳng thể tính kể những quốc độ của chư Phật trong mười phương, không ai là không nhìn thấy, cũng chẳng cách xa cách, chỉ chẳng lay động về tâm tuệ minh quan sát vô biên. Đức Phật nói: này tộc Tánh Tử, định tuệ minh ở nơi ý chỉ thì thấy rõ nguồn cội của các pháp. Ở nơi bốn ý đoạn thì người chưa phát ý làm hơn nguồn tuệ. Ở nơi các thần túc là nguồn tịnh thân ý. Ở nơi các căn là nguồn thánh đạt, gọi là lực, tức là trí tuệ lực. Ở nơi pháp giác ý thì vào đến nguồn tuệ, gọi là đạo, tức ở nguồn chánh kiến. Quán tịch nhiên là quán sát tĩnh lặng. Hành chân thành là nguồn thiện vắng bạc, thánh đế ấy là nguồn thiện tịch tuệ, chỗ quyết niệm là nguồn nhân nghĩa lý sâu xa, phân biệt đạo là nguồn pháp nghĩa, đạt thần thông là nguồn lậu dứt sinh, tu phạm hạnh là nguồn hân khởi đại bi, bốn đẳng tâm tu niệm về khắp tất cả là nguồn pháp. Trong các độ vô cực thì trí độ vô cực là nguồn đạo đầu nguồn, thiện quyền phương tiện là nguồn ứng hợp với tâm chúng sinh. Mười tu lực thì nhận biết về hữu hạn vô hạn, hữu số vô số, đó đó là nguồn cội. Vô sở ý là hiểu rõ về nguồn cội bình đẳng của Phật đạo, pháp bất cộng, pháp ở nơi ba đời là ngọn nguồn không gì ngăn ngại. Chỗ nói về mắt là gọi là mắt Phật trang nghiêm nơi thân, tướng vừa chặn lông mày và đảnh tướng là nguồn không thể nhìn thấy, miệng trang nghiêm là nguồn gốc ban tuyên kinh pháp không thể xâm hại, trang nghiêm tâm hành trì tâm mũi mà chẳng chuyển dời nguồn gốc. Là tập tánh tự tất cả các pháp đều quay về nguồn cội của trí tuệ, đó gọi là tam muội tuệ minh, đồng nguồn của tất cả các pháp. Khi Đức Phật nói phần pháp ấy thì Bồ Tát Liên Hoa Tịnh Đức
linh hoa tịnh chứng được tam muội tuệ minh, có một vạn vị bồ tát cũng chứng được tam muội ấy. Tam thiên đại thiên thế giới chấn động đủ sáu cách, ánh sáng đó soi chiếu khắp mười phương. Tất cả những người có mặt nơi chúng hội, chư thiên muôn dân và mỗi một đều mang hoa tụng lên cúng dường Phật. Lúc ấy các chúng bồ tát trong pháp hội có chí cầu đại thừa để bạch Phật: từ xưa đến nay chúng con chưa từng được nghe đến tên của tam muội này, huống gì là được hiểu rộng và phân biệt nghĩa lý. Hôm nay được phước cúng dường Đức Thế Tôn, nguyện khiến cho chúng con đạt được tam muội đó và dần dần tiến bước dâng vào điều nguyện để đạt được tình ấy, ấy nhất định không có nghi hoặc. Chúng con hiện chúng con có thiện lợi may mắn mới có thể gặp gỡ và nghe được tam muội ấy. Nếu có người được nghe tam muội đó vui mừng tin tưởng thì công đức khó hạn lượng, chưa từng trái mất tâm Bồ Tát cũng chẳng bao lâu sẽ đạt được tam muội này. Đức Phật nói đúng vậy, đúng như lời nói của các vị không khác. Người không có công đức, chẳng gieo trồng gốc thiện thì chẳng thể gặp được tam muội này, huống gì là được nghe. Còn kẻ hoan hỷ tin theo thì chưa từng có. Giả sử ở bên thiền tri thức hoặc theo bậc minh sư thì mới có thể tính ưa thích định ý này. Khi Đức Phật vừa giảng nói xong lời đó thì từ trong xương sống của Đức Thế Tôn một vị Bồ Tát xuất hiện, màu sắc vàng óng, 32 tướng trang nghiêm nơi thân cùng 80 vẻ đẹp tô điểm dáng hình. Giờ đã gọi xương sống nơi bộ nơi thân Bồ Tát ấy tức thời phóng ra ánh sáng lồng lộng, tỏa chiếu rộng lớn không cùng, che mờ hết tất cả mọi thứ ánh sáng khác, chỉ có ánh sáng của Đức Thế Tôn là hiện hiện một mình. Vị Bồ Tát đó cúi đầu dưới chân Phật nhiễu quanh bên phải 7 vòng rồi đứng ở trước bạch Phật: kính thưa Thế Tôn, đức chấp tuệ diệu Như Lai chí chân đẳng chánh giác, kính truyền vô lượng lời thăm hỏi về sự hành hóa độ sinh để đứng nhẹ nhàng uy lực yên ổn chăng. Đức Như Lai sa con truyền lời thăm hỏi đến Đức Đại Thánh và cùng số Bồ Tát có đến 60 ức vân tập đến pháp hội này nghe nói kinh điển phụng hầu Đức Thế Tôn, xin đảnh lễ thưa nhận. Là nữa con còn muốn thấy chúng hội Bồ Tát của mười phương thế giới, Bồ Tát vô ngôn, giới trí tuệ biện tài đã có thể nêu bày thông suốt, trao truyền kẻ chưa nghe định tam muội tuệ minh. Thưa đấng thiên trung thiên, xin vì các Bồ Tát nói pháp thích ứng khiến họ chứng được tam muội tuệ minh, thâu đạt được ánh sáng nơi đại pháp vô tận trong vô số chư vị đi đến cõi Phật này. Bây giờ hiện giả sẽ là Phật ở trước Đức Phật hỏi: kính thưa Thế Tôn, đức chấp tuệ diệu Như Lai chí chân đẳng chánh giác là vị Phật ở phương nào? Nay chắc hiện đang ở đời và nói chánh pháp chăng? Cõi cách xa hay gần, đất nước thuộc loại gì? Đồng thời xin nói đến danh hiệu của vị chánh sĩ này và cả 60 ức Bồ Tát là ở chỗ nào? Đức Phật bảo hiện giả Sa Lợi Phất: về phương đông có đây hàng hạ sa số cõi nước của chư Phật, có thế giới tên là Trụ Ư Kiên Cố Kim Cương Chi Căn, Đức Như Lai chấp tuệ diệu hiện đang ở cõi ấy. Đức Phật lại bảo hiện giả Sa Lợi Phất: thế giới đó vì sao có tên là Trụ Ư Kiên Cố Kim Cương Chi Căn? Dưới đất của cõi nước ấy từ đáy lên đến trên đều là kiên cường bền chắc chẳng thể hủy hoại, là do sự thành tựu nơi bản nguyện của Đức Phật ấy. Vì sao? Vì hạnh kiên cường kiên cố của Đức Phật ấy là riêng biệt không có, và vì và các Bồ Tát tạo hạnh kim cương cũng luôn dũng mãnh, không bền chắc, không thể hủy hoại, uy lực của thân tướng lồng lộng đầy đủ mới như thế. Yes, như thế giới được tạo thành bằng bùn đất thì sẽ bị hủy hoại tan nát. Nó có chúng sinh sinh ra ở thế giới đó, thôi như kim cương cũng đều kiên cố chẳng thể tan hoại. Do vậy cõi đó tên là Trụ Ư Kiên Cố Kim Cương Chi Căn. Nay Xá Lợi Phất, về điều hiện giả hỏi: Bồ Tát này hiệu là Kim Cương Lữ. Bồ Tát Kim Cương Lữ ấy chỉ trong khoảnh khắc phát ý có thể vượt qua núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, vượt qua những cõi nước Phật nhiều như các sông Hằng ở mỗi mỗi nơi đều xuất hiện từ xương sống của chư Phật. Tại những quốc độ đó, Bồ Tát đều nhận được sự kiến lập uy thần công đức của các Đức Phật kia, cũng lại chính là tuệ của sở thông. Lực thần túc nơi chính mình. Nên Bồ Tát ấy hiệu là Kim Cương Lữ. Lại nữa này hiện giả Xá Lợi Phất, về điều ông hỏi 60 ức chúng Bồ Tát là ở chỗ nào, ông nên đem điều này hỏi vị chánh sĩ ấy. Bồ Tát sẽ vì hiện giả mà giải bày. Hiện giả Xá Lợi Phất hỏi Bồ Tát Kim Cương Lữ: tu tập tánh tử 60 ức chúng Bồ Tát hiệu trụ ở đâu? Bồ Tát Kim Cương Lữ đáp:
Đức Phật khen trưởng lão là bậc trí tuệ tối tôn. Xuân hiền giả sẽ là bất hải của dùng mắt trí tuệ đã tìm kiếm gốc ngọn của các Bồ Tát này là ở chỗ nào? Hiền giả sẽ là Phật dùng mắt thánh tuệ tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng biết chỗ trú hiện tại của các Bồ Tát. Bồ Tát Kim Cương Lự đáp: Thưa hiền giả sẽ là Phật, hiện giờ có bạn đồng học chỉ cầu giải thoát, khi bể tìm cầu giúp chăng? Tức thời hiện giả sẽ là Phật gọi hiền giả nó luật nhờ tìm hộ. Đức Phật khen ngợi trưởng lão có thiên nhãn tuột bậc, có thể tìm ra chỗ hiện trụ kia. Lúc này hiện giả nó luật dùng thiên nhãn là mắt thanh tịnh sẽ biệt hàng trời người, quan sát tìm kiếm khắp tam thiên đại thiên thế giới như quan sát trái cây và ngọc báu trong lòng bàn tay, tiến kiến các vị Bồ Tát nhưng hoàn toàn chẳng thể nhận biết. Cũng chẳng thể thấy chỗ trú của họ. Hiền giả Na Luật nói với hiền giả Sa La Phất: Tôi kiếm tìm khắp nhưng chẳng thể biết được các vị Bồ Tát này ở chỗ nào. Bồ Tát Kim Cương Lự nói với hiền giả Sa La Phất: Thưa các hiền giả, các vị chỉ có nhục nhãn, chẳng thể nói là có thiên nhãn. Sao gọi là tư duy cùng thiền tam muội quan sát khắp các quốc độ mà chẳng nhìn thấy các quốc độ, cũng chẳng nhìn thấy các chúng Bồ Tát ở chỗ nào? Hiện giờ sẽ là Phật hỏi: Thưa tộc Tánh Tử, thiên nhãn của Bồ Tát là loại gì mà Bồ Tát cho thiên nhãn của chúng tôi đã chưa thấy được? Bồ Tát Kim Cương Lữ đáp: Thưa hiện giờ sẽ là Phật, thiên nhãn của tôi chưa từng thấy sắc. Hiện giờ sẽ là Phật và chúng đệ tử là các đại thanh văn từ xưa đến nay chẳng thể thấy tôi. Công đức của thiên nhãn là những loại gì? Tôi cũng không thể hiện bày ánh sáng lồng lộng. Hiện giờ Sư Đại Phật lại hỏi: Thưa tộc Thánh Tử, Bồ Tát nói về chỗ nhìn thấy các sắc tượng là những loại gì mà cho là chúng tôi từ xưa nay chưa nhìn thấy? Bồ Tát Kim Cương Lự nói: Trưởng lão từng thấy thế giới trụ ư kiến của kim cương chi căn và Đức Như Lai chiếu chân chấp tuệ diệu chân. Hiện giờ Sư Đại Phật đáp: Hôm nay mới được nghe tên của thế giới đó, vậy do đâu mà được thấy? Bồ Tát Kim Cương Lự nói: Tôi hiện giả Sa La Phất, nhận thế giới như vậy là chẳng thể xưng kể tới các quốc độ của chư Phật và chúng Bồ Tát. Muôn dân, chúng sinh mỗi mỗi đều từ cõi khác sinh ra chẳng đồng. Bồ Tát Đại Sĩ dùng thiên nhãn nhìn thấy họ, không hề bỏ sót hoặc chẳng cùng khắp tất cả hàng chuyển giác để có thiên nhãn, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy, huống gì là hàng thanh văn mà có thể thấy được. Lúc nêu bày lời ấy, có 6 vạn người tưởng cầu thuộc thanh văn thuộc duyên giác đều hân hoan vui mừng để phát ý đạo vô thượng chánh chân, đồng thời lên tiếng khen ngợi: Xin khiến cho thân chúng con có được pháp nhãn của Phật, chẳng tròn thiên nhãn của thanh văn và duyên giác đang còn bị che lấp và ngăn ngại. Pháp nhãn của Phật mới không có hạn lượng, cũng không gì ngăn ngại. Lúc này Bồ Tát Kim Cương Lữ đề nhập tam muội chánh thọ như kỳ tượng, kia làm cảm ứng thì hiện thần túc theo thánh chỉ của Phật, hiện rõ ý đất diệu lợi nơi phước thiện từ đời trước lòng lộng chẳng thể xuống kể. Khi cho khắp tất cả chư vị trong pháp hội đều chính mắt thấy 60 ức chúng Bồ Tát ở tại nơi thân Đức Phật đồng ngồi kiết dài trên hoa sen chắp tay nghe kinh, chẳng cần thân Phật còn lại chẳng xa, đều chính là sự cảm ứng từ ân đức rộng lớn vô tận của Như Lai. Nhưng thân của Đức Như Lai chẳng tăng chẳng giảm, cũng không ngăn ngại, đều hiện ra như trước, chẳng hề hao tổn. Tất cả chúng hội vừa sợ vừa mừng, hết sức hoan hỷ vì được việc chưa từng có, nhất tâm chắp tay đảnh lễ Đức Phật rồi đứng qua một bên, từng người đều khen: Thật là khó, không gì sánh kịp. Chư Phật Thế Tôn thân hình rộng lớn, uy đức vô lượng, diệu lực thần biến, chẳng thể nghĩ bàn mới có thể dung nạp 60 ức Bồ Tát ngồi nghe kinh nơi thân, mà thân Phật vẫn vô cũ, chẳng tăng chẳng giảm. Bồ Tát Kim Cương Lữ quan sát khắp chúng hội rồi nói: Chư vị nên biết thân của Đức Như Lai chế chân nặng chánh giác, đó là pháp thân rộng lớn vô tận, không có tướng tốt nào mà chẳng vuông tròn, thân không biến vật, chẳng thể lường tính. Khoảnh khắc phát ý của Đức Như Lai chế chân là muốn cho mọi dòng nước biển lớn sông ngòi dòng chảy quốc độ cho vật rừng cây thảo mộc núi non đất đai hiện có của tam thiên đại thiên thế giới đều nhập nơi thân Phật, mà thân ấy chẳng tăng chẳng giảm, đều hiện ra như cũ. Lại nữa, thưa các hiền giả, hàng ngàn vạn chúng Bồ Tát cô vô số ức trăm ngàn cõi Phật từ xa nhìn thấy tương ánh sáng thanh tịnh vi diệu của Đức Thế Tôn, không chút trần cấu. Chư vị đều bị khắp thiên hạ khuynh mời chư thiên muôn dân đã thách phạm vương tứ thiên vương, khiến được ủng hộ
Khiến được tự quy nên đi đến pháp hội nghe kinh. Nếu người chẳng đến thì chẳng thấy thần thông biến hóa, chẳng thể phát tâm. Đức Phật muốn hóa độ chúng sinh nên Đức Như Lai đem các vị Bồ Tát đặt vào bên trong thân để lãnh hội chánh pháp, chẳng hề bị ngăn ngại, không chủ nghi hoặc có Bồ Tát trụ trong lòng đất để vào theo sáu nẻo báu đạo xưa hiện rõ, rồi tự xét thấy ngồi trên hoa sen. Thường tất cả đều là sự cảm ứng từ huy thần của Phật, đạo đức cao xa, lòng lòng không lường. Khi đó các vị Bồ Tát vâng theo thánh chỉ của Phật và ý lực từ chí nguyện của Bồ Tát Kim Cương Lữ, sau mỗi ức vị tất cả đồng thời từ chốn lỗ từ nó lỗ chân lông của Đức Đại Thánh xuất hiện, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh dịp bên phải bảy vòng, rồi dùng sức thần túc hóa hiện vô số toàn ngồi với diệu, rồi đích thân an tọa trên ấy. Bây giờ Bồ Tát Kim Cương Lữ bạch Phật: Kính thưa Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Vô Ngôn tên là Vô Ngôn? Đức Phật nói: Ông hãy tự đem điều này hỏi về chánh sĩ, vì ấy sẽ vì ông mà giả nói. Bồ Tát Kim Cương Lữ hỏi Bồ Tát Vô Ngôn: Thưa Tập Thánh Tử, vì sao Bồ Tát hiệu là Vô Ngôn? Bồ Tát Vô Ngôn lặng tin, hỏi như vậy ba lần cũng chẳng đáp lại. Bồ Tát Kim Cương Lữ lại hỏi một lần nữa: Vì sao tôi hỏi ba lần mà Bồ Tát chẳng đáp? Bồ Tát Vô Ngôn nói: Tôi tìm lời này mãi mà chẳng chỗ được nên chẳng thể đáp. Lại nữa này Tập Thánh Tử, về lý thì chẳng nên hỏi Vô Ngôn vì sao tên là Vô Ngôn. Vì Vô Ngôn tức là không nói ra lời, cũng không có âm thanh. Bồ Tát Kim Cương Lữ lại hỏi: Dường như không có lời nói thì nay vì sao miệng có điều nói bày? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: Pháp tôi đều học theo lời nói của chư Phật, cũng là học theo lời nói của chúng sinh. Lại hỏi: Sao gọi là pháp nơi chỗ thuyết giảng của chư Phật? Đáp: Như chỗ giảng nói kinh pháp của tất cả chư Phật, tôi dùng ý lực đương nhờ nơi uy thần ấy cũng là như thế, cho nên tôi nay đều đã đạt pháp theo chỗ giảng nói của chư Phật. Và sự âm thanh ấy bình đẳng với văn tự, không hủy hoại, là diện nói kinh pháp thì đó là pháp nơi chỗ thuyết giảng của chư Phật. Lại hỏi: Sao gọi là học theo lời nói của chúng sinh? Đáp: Tùy theo tất cả ngôn ngữ âm hưởng của mỗi loài chúng sinh để vì họ giảng nói pháp, đó là học theo lời nơi lời nói của chúng sinh. Lại hỏi: Thưa Tập Thánh Tử, Bồ Tát không lời nói đến nay đã bao lâu? Đáp: Từ khi không tâm niệm đến nay. Lại hỏi: Thưa Tập Thánh Tử, lời ấy nghĩa là gì? Đáp: Tức do đó nên chẳng thân cận tâm niệm, cũng chẳng là phải chẳng ưa thích, tâm không khởi niệm, miệng thì không nói. Lại hỏi: Thưa Tập Thánh Tử, lời nói từ đâu phát ra? Là từ tâm phát ra hay từ thân phát ra? Đáp: Chẳng từ thân phát ra, cũng chẳng từ tâm phát ra. Vì sao? Vì thân chẳng phải thường còn, chẳng được tự tại, còn tâm thì như huyễn, do đó nên chẳng từ thân phát ra, cũng chẳng từ tâm phát ra. Lại hỏi: Phải từ đâu phát ra? Đáp: Giả sử muốn hỏi việc đó thì hỏi ngôn từ giảng nói từ đâu phát ra. Là từ không phát ra, không không có sắc, cũng chẳng thể thấy. Nay Bồ Tát hỏi tôi là do đâu chăng? Quả thật là do nơi không, không thấy, không hình dáng. Vì thế Thưa Tập Tánh Tử, nên nói như hư như hư không chẳng thể thấy. Câu hỏi cũng như ngôn từ ấy, đều như hư không chẳng thể thấy. Hư không như vậy là hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy, cũng không có tướng. Do đó tìm cầu tất cả pháp và ngôn từ thì đều chẳng thể được. Như tìm cầu ngôn từ chẳng thể được thì tất cả các pháp tịch tịnh an nhiên, âm thanh ngôn ngữ luận bàn cũng là như vậy. Tất cả các pháp cũng như lời nói của người hốt nhiên chẳng thể biết chỗ từ đâu đến và đi về đâu. Lời nói như hư không, không thấy chỗ. Tất cả các pháp cũng như hư không, không có xứ sở. Ngôn từ là do nhân duyên hợp thành, tất cả các pháp cũng từ duyên khởi. Truy tìm căn nguyên của các pháp hiện có, duyên do từ đâu khởi là chẳng thể được. Sự chẳng thể được ấy, tức không chỗ khởi, tức không chỗ sinh. Lại nữa, không chỗ khởi thì không chỗ hưng, không chỗ hưng thì không chỗ phát. Không chỗ phát thì không có dấu vết của mắt, cũng không có dấu vết của sắc, cũng không có dấu vết của thức, cũng không có dấu vết của tai, mũi, miệng, thân ý, cũng không có dấu vết của pháp, cũng không có dấu vết của ý thức.
Ngươi không có dấu vết tức là không đi không lại. Không đi không lại gọi là độc bộ. Ngươi độc bộ tức không chỗ đi, ở nơi tất cả hành mà không chỗ thấy. Phải khởi sự quan sát như thế thì chắc chắn sẽ nhìn thấy điều vốn chẳng nhìn thấy chẳng. Là cái gì vốn chẳng thấy? Đáp, chẳng sinh chẳng khởi. Là sao gọi là chẳng sinh chẳng khởi? Đáp, chẳng, chỗ chẳng thể xem xét, không có người đến. Là hỏi sao gọi là chỗ chẳng thể xem xét, không có người đến. Đáp, hư không chẳng thể thấy, không có người đến, hư không bình đẳng. Tất cả các pháp cũng như hư không, tất cả pháp bình đẳng như hư không. Là hỏi sao gọi là các pháp bình đẳng như hư không. Đáp, không có bạn bè, do vì chư Phật bình đẳng nên tất cả các pháp rốt ráo bình đẳng. Quá khứ vốn bình đẳng, vị lai vốn bình đẳng, ở giữa vốn cũng bình đẳng, không có phân biệt. Nên những bình đẳng này là do của bản thể tất cả các pháp như chân, như thị, bản thể không gốc, nên như chân, bản thể như tổng, bản thể vô bản, bản thể bình đẳng, không có sai khác. Đó gọi là không có hai tế, cũng không có ngần ấy. Sao gọi là hai? Vì chấp về ta người nên gọi là hai. Nếu chẳng tham thân, chẳng kể tha người thì không có hai. Sao gọi là có hai? Có mắt, có sắc thì gọi là hai. Tai, tiếng, mùi hương, lưỡi vị, thân xúc, ý pháp, đó gọi là hai. Nói tóm lại, nếu có sự chấp trước nơi tất cả các pháp thì gọi là hai. Ví như có hai cũng chẳng thể được. Vì sao? Việc quán không chỗ thủ đắc này thì không hai, cũng không ngôn từ, pháp, tâm ý và tức hiện có ấy. Giả sử chẳng tu ba việc này thì gọi là không hai. Cái không hai này chẳng phải giảng nói. Vì sao? Việc có lời nói thì chẳng lìa khỏi hai, không có lời nói mới là không hai. Là hỏi là không hai thì ai tạo ra hai? Đáp, cái không hai ấy chẳng thể tạo ra hai. Vì sao? Vì khiến hưng phát bao nhiêu phương tiện muốn biến không hai khiến cho có hai thì nhất định chẳng thể thành được. Là hỏi chỗ nói về pháp luật là hai hay là không hai? Đáp, pháp luật ấy thì không có hai, kiên cố, khó đổi dời. Vì sao? Vì không tướng của ngôn từ, cũng không có gì để chế ngự. Lấy không lời nói để mở lối dẫn đường, không thể hủy hoại, chẳng thể hư sót, vì chẳng thể hoại. Cho nên gọi dẫn dắt điều phục kiên cố thì không có hai. Lúc này Bồ Tát Kim Cương lỡ bạch Đức Phật, kính thưa Thế Tôn, thì Bồ Tát Vô Ngôn có thể nêu bày thông suốt, đều chính là ân đức dụng mạnh của Tam Muội Tuệ Minh. Đức Phật nói những điều ông nói cũng đều là uy đức của Tam Muội Tuệ Minh. Bây giờ các vị Bồ Tát tự còn nước của Đức Phật chấp tuệ diệu họ Bồ Tát Vô Ngôn, tu tập tánh tử, Bồ Tát tu hợp pháp gì mà tuệ biện tài thông tỏ vô lượng đến như vậy? Bồ Tát Vô Ngôn đáp, như Đức Phật đã nói, tất cả các pháp đều từ giới lập nên. Là hỏi tu tập tánh tử, chắc Bồ Tát có thể rủ lòng thương xót đến chúng tôi mà phân biệt giảng nói về kiến lập giới. Đáp, thưa hiền giả, giới chẳng trụ ở thân, chẳng trụ ở miệng, chẳng ở tâm, đó là lập giới. Giới chẳng trụ trong ngoài, cũng không ở trung gian, đó là lập giới. Nếu không tư tưởng, không gì suy nghĩ, cũng dạy bảo bằng ngôn từ, đó gọi là lập giới. Không ứng hợp chẳng phải là không ứng hợp, không niệm chẳng phải là không niệm, cũng không có niệm khác, đó gọi là lập giới. Chẳng trụ ở thiện cũng không bất thiện, chẳng ở với đời cũng chẳng phải vượt thế gian, không hiện tại chẳng phải không hiện tại, không hại chẳng phải không hại, không lậu chẳng phải không lậu, không làm chẳng phải không làm, không sinh tử, không diệt độ, đấy gọi là lập giới. Do sự kiến lập hình tượng như vậy thì người trụ nơi giới, nơi tất cả pháp là không chủ trụ, chẳng trụ nơi các pháp, chẳng tác khởi ý niệm là tôi đã có thuyết giảng để bày phân biệt. Thưa hiền giả, cho nên đó gọi là giới, có điều nói ra tức là trụ ở hai chân bàn tế và trú xứ ấy đều cùng đến chỗ không gốc. Lại nữa, nơi chốn của pháp giới, tôi vì trụ ở đó mà có chỗ bàn luận, có chỗ bàn luận thì vĩnh viễn chẳng thể thủ đắc. Lời nói ấy cũng không chỗ niệm, sự nói bày thông suốt ấy cũng không chỗ tưởng. Lại hỏi thưa tập tánh tử, sự không thể thủ đắc, không chỗ niệm và không chỗ tưởng ấy có nguyên tiết gì? Đáp, số lượng của tự nhiên chẳng thể thu đạt, cũng không chỗ niệm, không có sở tưởng, tự nhiên đâu vậy? Lại hỏi lời nói ấy là ai nói? Đáp, thưa hiền giả, lời nói của tôi tức thì diệt tận, cũng không có chỗ sinh. Vì sao? Vì hướng tới những lời giảng pháp
đều dẫn về nơi tận diệt. Tất cả các pháp đều không chỗ sinh. Chỗ sinh của pháp là chẳng thể biết chỗ. Hữu hình hiện tại đều không có hình, không thể thủ đắc xứ. Vì sao? Vì sự tĩnh lặng dứt nên không có các tướng. Bạn thể ấy không có nguồn khéo nên Đức Thế Tôn nói chẳng thể tưởng và hình tượng để giữ lấy tâm quá khứ, tâm vị lai hiện tại cũng như thế. Đất liền khởi, liền diệt, tan biến, tiêu hết, vội hiện và chuyển đổi, chẳng thể nắm bắt theo loại hình dáng nào. Ấy là muốn giữ lấy tưởng chấp trước, ý niệm hư giả, cài nhờ, thọ nhận, tư tưởng đều như huyễn hóa. Thế nên truy xét cùng cực thì tất cả đều nói ra đều là hư giả không thật, ghế không thể thu đạt, cũng chẳng có chỗ giảng nói. Miệng chẳng thể tuyên nói như tâm suy nghĩ. Vì sao? Vì không có chỗ tạo tác, cũng không có chỗ hành dục. Có sự biết rõ là hân khởi hướng về ý nghĩa ấy thì chẳng dùng ngôn từ nơi miệng. Cũng chẳng dùng ý niệm hiện có nơi tâm. Còn có sự nêu bày thông suốt phân biệt giảng nói thì giống như âm vang của âm thanh, hóa thân của Như Lai, có sự ban đều. Sự giảng nói của người ấy cũng lại như thế. Đó là chỗ có thể bảo vệ nghĩa lý của các Đức Phật và chúng Bồ Tát, tất cả người đời chẳng thể nghĩ bàn. Phương tiện thiện xảo không thể chán ngữ. Chỗ kiến lập pháp bằng ngôn từ biện tài chẳng thể động dời. Khi các vị Bồ Tát khen ngợi Bồ Tát Vô Ngôn: lành thay, tôi tộc tánh tử. Như lời nêu giảng ấy thật thích hợp, đó là việc vào pháp, vào cửa pháp. Chúng tôi cũng nghe nói về nơi cửa thật không có cửa, ngang bằng chưa hư không. Đức Phật Thế Tôn và các Bồ Tát hiện nói như vậy, sự thừa nhận của chúng tôi cũng là như thế. Bây giờ Bồ Tát Kim Cương Lữ hỏi Bồ Tát Vô Ngôn: thưa tộc tánh tử, hãy cùng để trú nơi thế giới trụ ư kiên cố kim cương chi căn, diện kiến đức chấp tuệ diệu Như Lai chí chân đại chánh giác, quan sát cõi nước đó. Bồ Tát Vô Ngôn đáp: này tộc tánh tử, lãnh hội điều ấy thì chính là trú nơi thế giới trụ ư kiên cố kim cương chi căn. Đức Thế Tôn chấp tuệ diệu Như Lai chư chân cũng ở tại đây. Thân thua tại sao phải bỏ đây mà đến đó? Bồ Tát Kim Cương Lữ hỏi: hiện nay thế giới này tạo thành bằng bùn đất, chẳng phải bằng kim cương. Bồ Tát Vô Ngôn đáp: thưa tộc tánh tử, khoảnh khắc phát ấy của ông vượt hằng hà xa cõi nước của chư Phật, vượt qua núi Thiết Vi không bị ngăn ngại, là có thể đủ sức nhấc lên một hạt bụi để nắm lấy cõi Phật. Không thể vậy mới biết là thế giới này do một đất tạo thành. Bồ Tát Vô Ngôn vừa nói xong liền nhập tam muội chánh thọ, tức dùng kim cương đạo tràng, tức thời tâm thiên đại thiên thế giới này tự nhiên hóa thành kim cương hết sức kiên cố, chẳng thể hủy hoại. Bây giờ Bồ Tát Kim Cương Lữ tạo uy lực lớn, hân khởi thần biến, bảo giáp đại kiên cố cũng đủ dưới đất, muốn nâng lên một hạt bụi của đất này mà chẳng thể được. Tâm tự nghĩ quái lạ thật chưa từng có. Đây là sự kiến lập thần biến vĩ đại của Đức Đại Thánh, hay là sự hân khởi từ cảm ứng của Bồ Tát Vô Ngôn? Bồ Tát Kim Cương Lữ bạch Phật: kính thưa Thế Tôn, trong khoảnh khắc phát tâm trụ ở trước, con luôn vượt qua núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, vượt qua hằng hà xa số cõi nước của chư Phật. Như hôm nay muốn nhấc lên một hạt bụi đất của thế giới này mà chẳng thể được. Kính thưa Đấng Thiên Trung Thiên, sự hân lập uy thần này của ai? Chính là ân từ thánh chỉ của Đấng Thiên Trung Thiên, hay là sự cảm ứng từ trực biến hóa của Bồ Tát Vô Ngôn? Đức Phật nói là sự kiến lập của Bồ Tát Vô Ngôn. Vì sao? Như Bồ Tát Vô Ngôn dùng tâm bộ chánh thọ kim cương đạo tràng nên khiến cho tâm thiên đại thiên thế giới này trở nên kiên cố, chẳng thể hủy hoại, vì đều là kim cương. Nếu có Bồ Tát trụ nơi tam muội đó thì theo ý mình có thể biến bao nhiêu cõi nước của chư Phật thành kim cương đều được như ý, vì đó là trí tuệ nơi thánh tâm đã hân hiện đạo đức. Dùng tam muội này mà phát khởi diệu dụng thì khiến cho các cõi Phật đều thành kim cương không thể hủy phạm, và đều là cảnh giới uy thần của tam muội đó. Lúc ấy Bồ Tát Kim Cương Lữ và 60 ức Bồ Tát đi theo cùng bạch Phật: Bồ Tát tu hành pháp gì để có thể chứng được tam muội kim cương đạo tràng? Đức Phật nói: đại tộc tánh tử, Bồ Tát có bốn pháp để chứng được tam muội kim cương đạo tràng này. Những gì là bốn? Một, trì chí kiên cố như kim cương, thì mang tâm đạo siêu việt nơi tất cả các gốc công đức. Hai, tánh hạnh đầy đủ vô số kiếp theo phương tiện tu tập trang nghiêm đại nghiệp. Ba, hội nhập nơi pháp sâu xa phân biệt nguồn gốc của 12 chuyên khỏi. Bốn, thánh tuệ tròn đủ không có thiếu sót. Lai có bốn pháp giúp Bồ Tát thời an vui, như vậy là bốn. Một, vượt qua tuệ đức đầy đủ năm thông. Hai, theo cửa giải thoát không vô tướng vô nguyện.
nhất tâm, hành tam muội chánh thọ, tâm ý chẳng hỷ luận mà tự an vui. Ba kiến lập chỉ cấm trụ nơi pháp giới, ở chỗ không nguồn gốc thành tựu tại minh. Bốn chỉ thành rốt ráo như nghĩa sâu xa, hiểu rõ về nghĩa tịch diệt nơi kinh, nơi các pháp không gì là chẳng đạt. Đã có bốn pháp, những gì là bốn? Một, tuân theo đại bi tu bốn phạm hạnh. Hai, phụng hành bát nhã ba la mật và sáu độ vô cực. Ba, hành phương tiện thiện quyền tu 37 pháp phẩm trợ đạo. Bốn, vì các chúng sinh tu các môn giải thoát và bốn tánh đế. Là có bốn pháp, những gì là bốn? Một, tạo hành nghiệp của thân bình chắc giống như kim cương. Hai, lời nói thanh tịnh vi diệu nhu hòa cũng như kim cương. Ba, nắm giữ tâm kiên cố chẳng thể động chuyển cũng như kim cương. Bốn, chí tánh chẳng thể hủy hoại. Đó là bốn pháp Bồ Tát tu hành để mau chóng chứng được tam muội kim cương đạo tràng. Khi Đức Phật nói xong lời này, các Bồ Tát liền đạt được tam muội kim cương đạo tràng. Lúc ấy Bồ Tát Vô Ngôn nói với cha mình là tướng quân sư tử: Thưa đại nhân thấy các Đức Phật ra đời, tiếng đức vang lần, uy tín vô lượng, đạo tuệ cao vời, sẽ vượt không gì sánh, được sự chưa từng có. Hình tượng so sánh như vậy chẳng thể thí dụ về tâm từ bi xa xưa nay, xưa mà nay đều hiện bày rõ. Các Đức Phật đã vì vô số chúng sinh mà dẫn đường chỉ lối, giải thoát đến chỗ an lạc lớn. Xin mong đại nhân phát khởi ý đạo vô thượng chánh chân. Tướng quân sư tử đáp: Con phải biết bảy ngày sau khi sinh, thì theo đến thấy rõ tướng hảo, bảo là con sẽ phát ý đại đạo. Phật là đấng trời trong trời, mắt đạo quán biết được chí nguyện của ta. Ta mấy ngày đêm luôn nghĩ đến Phật đạo, không phát tâm quy y thầy khác, mà chỉ quy mạng đến đại thánh vô thượng. Tướng quân sư tử và chánh phu quân phu nhân, nam nữ thân thuộc nội ngoại và đám tùy tùng gần 500 người đều phát tâm đạo vô thượng chánh chân. Bồ Tát Vô Ngôn tự đáp lại cha mẹ, anh em, chị em và thân tộc cùng mọi người: Các vị ngày hôm nay đã phát tâm lớn và tinh tấn hành đạo tâm trang nghiêm. Tức thời họ hỏi: Sao gọi là phát ý trang nghiêm tập đạo tâm? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: Có 40 việc trang nghiêm đạo tâm. Những gì là 40 việc? Một, giúp tin Phật đạo, tâm chẳng nghi ngờ hủy bán. Hai, ưa thích pháp khiến cho tồn tại mãi. Ba, chẳng khinh bạn thánh chúng, cung kính khiêm tốn. Bốn, luôn phải bỏ học theo bạn lành. Năm, thấy các Bồ Tát nhìn chư vị như Phật. Sáu, chưa từng khởi tâm tổn hại chúng sinh. Bảy, cung kính phụng sự vật tôn trưởng Thế Tôn. Tám, tâm bình đẳng trong sự yêu ghét. Chín, hội nhập pháp không chán. Mười, siêng nghe kinh điển. Mười một, lãnh hội ý nghĩa sâu xa tôn trọng tu học. 12. Vì người khác giảng nói. 13. Không tâm mong giúp đỡ. 14. Pháp không có thầy. 15. Chỗ niệm luôn tương ưng. 16. Phụng hành pháp không gốc. 17. Tất cả đều yêu thích, chẳng nên quý tiếc. 18. Phụng trì cho cấm cho từng tiêu sót. 19. Nêu bài tâm suốt giảm bố sức nhẫn nhục. 20. Hành tinh tấn không đâu là không cung cấp. 21. Tu tập thiền định nhất tâm hoàn bị. 22. Thuận niệm theo phẩm trí tuệ. 23. Dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sinh. 24. Điều có thể khuyến trợ thì chưa từng quen. 25. Tùy thuận có giúp muôn loài. 26. Tùy được phục tâm mình, thần phục ý người khác. 28. Nơi sự dạy trao cho nhiễm, thấm nhiễm phiền não. 29. Thường bỏ chốn ồn ào loạn động, ưa thích tịch tỉnh. 30. Cho suy nghĩ luận nhàn tịnh là đức được ngợi khen. 31. Tu hành hiền thánh, biết rõ giới hạn. 32. Thường hành biết đủ, chẳng thể đồng dời. 33. Ở nơi tục pháp, chẳng cùng đồng trần. 34. Thuận theo số pháp vững chắc. 35. Chẳng phải bỏ hành bổn giới pháp. 36. Thường tuân phụng chế nguyện kiên cố. 37. Chẳng hủy hoại gốc đức thiện. 38. Hành nghiệp tu học dứt mọi muôn luân. 39. Chẳng ưa tiểu thừa. 40. Tâm đạo chẳng động. Giúp tin nơi pháp vi diệu, chứ chẳng khiếp nhược, bỏ tất cả không vi phạm, để đủ tất cả công đức, tích tập tiếng tốt, ta vô lượng phước tụ, đều mang đạo pháp ở nơi đạo tràng chẳng hề thoái chuyển. Đó là 40 việc làm của bậc trượng phu, hiện phát tất cả các thông tuệ, cho báo đạo tâm cho công đức này để tự trang nghiêm. Trong khoảnh khắc phát ý, thì sự khấn khởi gốc đức tâm, thiên đại thiên cảnh giới của Phật đều hiện ra trước mắt, chẳng tìm đâu xa với như mặt trời vô hư không, thì không đâu là không soi sáng. Tướng quân sư tử đáp: Thưa chánh sĩ, ông phải thỉnh thoảng qua lại người đến chỗ tương kiến với người thân để nhân đó chỉ bài dẫn dắt cứu giúp
ủng hộ khiến cho mọi người chẳng thoát chuyện nơi đạo cho thượng chánh chân. Bồ Tát Dung Quang đáp: Thưa đại nhân, nên biết có 10 pháp là chỗ hành hóa của Bồ Tát mà chư Phật đại sĩ thường nhận thấy nghĩ đến. Những gì là 10? Một, luôn hành trì thanh tấn, tạo an lạc cho chúng sinh, chẳng nghĩ đến sự an ổn riêng mình, thân là kiên cường như sự tăng tiến, thấy người yếu đuối luôn an ủi. Hai, việc tạo công đức đều nên buông xả, bố thí cho người, tất cả mọi người chưa từng mang âu lo, người có thể hóa độ, khuyên phát đạo tâm. Ba, mặc áo giáp đại đức tự thề nguyện, các chúng sinh này nếu được Phật đạo thừa nhận chánh pháp, ta phải cúng dường phụng sự họ, sau đó mới chứng đắc tu chánh giác. Bốn, vì chánh pháp nên thề bỏ thân mạng, chẳng bỏ kinh pháp, nêu giảng phân biệt nghĩa lý về nhất phẩm ở trong trăm ngàn kiếp ban tạo tất cả. Năm, mặc áo giáp đức lớn, chẳng hề biến nhát mệt mỏi, chẳng mang tâm khiếp nhược. Sáu, tất cả các pháp đều là bản tịnh, đã nghe lời nói này mà chẳng sợ hãi, chẳng thấy đại đạo hạn hẹp, chẳng bỏ pháp Phật, chẳng cho là rỗng không. Thế sự quán thế được biết, chẳng hư dối, bình đẳng nơi ta người, cũng bình đẳng với chúng sinh. Bảy, đã bình đẳng với chúng sinh thì bình đẳng với pháp. Tám, đã bình đẳng với kinh pháp thì liền tin tưởng vui thích. Chín, hư không bình đẳng, trụ vào chỉ quán, chẳng rơi vào đường khổ não của sinh già bệnh chết. 10. Vì chỗ thấy của các thế gian không ổn định, do số chúng sinh hình dạng khổ nhọc cấu nhiễm các ma ba tuần có thể lung lạc. Đến nói về những khó khăn khuyên dụ hủy bán, Phật đạo có được, kinh pháp khó gặp, chẳng bằng sớm cầu quả vị thanh văn, mau được giải thoát. Bồ Tát nghe điều này mà vẫn kiên trì, một lòng khác phát khởi chí nguyện vô thượng, chẳng lười chán, chẳng thoái chuyển, chẳng bỏ đại thừa, vẫn trụ ở pháp chân chánh, lời nói và việc làm tương ứng, chưa từng vọng cầu, thân hành chí thành, chẳng dối mình, chư thiên chúng sinh và mười phương Phật. Đó là 10 pháp của bậc đại nhân, chúng hành của Bồ Tát, tất luôn được chư Phật và các chánh sĩ nhận biết, thường nghĩ đến. Khi giảng nói lời ấy thì tướng quân sư tử cùng với quyến thuộc tức thời chứng được pháp nhẫn nhu thuận. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Hiền Giả A Nan, ông hãy thọ trì kinh pháp mà trì đọc phúng tụng này, tụng đọc vì người khác giảng nói đầy đủ rộng khắp. Vì sao? Vì sự hân khởi đạo đức của chư Phật đại thánh quá khứ, vị lai và hiện tại đều xuất phát từ cửa kinh điển pháp tạng đó. Hôm nay Bồ Tát Vô Ngôn đến đây tôi di về chân đế, nếu bày vô lượng pháp môn ấy, khuyến hóa vô số dân chúng, khiến họ tu học Phật đạo. Cho nên này Hiền Giả A Nan, ông muốn thọ nhận pháp tạng phụng sự cho Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện tại thì phải dốc tâm phụng trì kinh này, vì người khác rộng nó giúp cho vô số chúng sinh, khiến họ thành tựu Phật đạo. Như lai tại thế hay sau khi diệt độ, như có người thọ trì kinh này đều là do thánh chỉ của Phật khiến lập nhận giác, khiến họ thọ trì đọc tụng làm đúng như lời dạy ở trên. Đức Phật nói với Hiền Giả A Nan, có 3 việc phước chẳng thể lừa, như vậy là 3: 1. Hồi trì chánh pháp; 2. Tự biết tâm đạo; 3. Người chưa phát ý thì khuyên phát tâm đạo. Đó là 3 phước đức chẳng thể nghĩ bàn, giả sử Như Lai khen ngợi công đức ấy cũng chẳng thể hết, huống gì là hàng thịnh văn. Bây giờ trong Bát Hộ có 7 ức các chúng Bồ Tát nghe lời nói của Phật đều đứng dậy, một hồi trì chánh pháp, mà mỗi vị đều nói: Chúng con xin sẽ cùng phụng trì chánh pháp của Đức Thế Tôn, lưu hành sao động, giữ gìn kinh này như người khác giảng nói, khuyến phát ý đạo. Bồ Tát Phương Quân bạch Phật: Kính thưa Thế Tôn, chỗ có thể giảng nói thông suốt chân đắc chánh giác thì pháp đó có thể nắm giữ chăng? Đức Phật nói: Chẳng phải vậy. Lại hỏi: Đức Phật, do nhân duyên gì mà các tộc thánh tử hướng theo Đức Phật vừa nói điều này? Các vị Bồ Tát đều đứng dậy muốn hộ trì chánh pháp. Đức Phật nói: Ta sẽ nuôi dưỡng các tộc thánh tử, ta tạo nên sự việc đó là muốn có sự hộ trì pháp vô vi là không thể tụ đắc. Ta đã vì họ mà ban bố nêu giảng, nhờ nơi văn tự ngôn giáo để hộ trì pháp là tuần theo ý ấy. Lời nói của người hộ trì là chẳng dùng lời để nói, chẳng theo văn tự mà hành đạo, đó gọi là hộ trì chánh pháp. Lại nữa, này lộc tập thánh tử, có 2 việc hộ trì chánh pháp, những gì là 2? 1. Không nên tụ đắc mới đạt đến chánh pháp, việc nên ủng hộ thường phải tùy thuận, chẳng dùng lời nói mà ủng hộ. 2. Cũng chẳng hộ trì đối với các thứ hư vọng, lãnh hội chỗ giảng thuyết, tôi có thể phụng hành, chẳng vì kiêu mạn phẩm vật hoặc cầu được tiếng khen. Đó là 2 việc. Bây giờ các vị Bồ Tát, tôi cũng dường Đức Phật và Bồ Tát Vô Ngôn cùng kinh điển này, nên tuôn mưa các thứ hoa trời khắp chốn, tôi lên chỗ Đức Phật và các vị Bồ Tát cùng cả đại hội, tất cả đồng thanh nói: Nguyện xin Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trụ lâu nơi thế gian,
Nguyện khiến cho kinh pháp này tự như lưu hành khắp cõi diêm phù lợi. Đức Phật giảng nói như vậy xong, Bồ Tát Do Ngôn, tướng quân sư tử, cùng các quần thần đi theo Bồ Tát Kim Cương Lữ và 60 ức các vị Bồ Tát, hiện giả Xá Lợi Phất, hiện giả Mục Kiền Liên, hiện giả A Nan, chư thiên, trời, người, A Tu Lương. Nghe lời Đức Phật giảng nói, tại đều hoan hỷ, tinh thọ phụng hành, kinh đồng tự vô ngôn, quyển hạ, quyển đêm có đức này, hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.